Ngày 17 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 28 ban hành quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2024 về hỗ trợ hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 điều 19 nghị định số 88 2024. Trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất quy định tại khoản 1 điều 19 nghị định số 88 2024 bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất hoặc do nhận giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc công ty nông nghiệp được chuyển đổi từ các nông trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và có hợp đồng giao khoán sử dụng đất thì được hỗ trợ như sau thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 2 tháng, thu hồi từ 10 đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 3 tháng, thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 5 tháng. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trên một tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương, chi trả một lần khi thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 5 điều 109 Luật Đất đai và khoản 3 điều 22 Nghị định số 88/2024. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại khoản 3 điều 22 Nghị định số 88/2024 bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi và không vượt quá hạn mức giá đất nông nghiệp quy định tại điểm B khoản 1, điều 176 luật đất đai. Hỗ trợ tiền thuê nhà và hỗ trợ thưởng tiến độ theo quy định tại khoản 7, điều 111 luật đất đai. Người có đất ở thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thì được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 6 triệu đồng một hộ một tháng, thời gian hỗ trợ là 9 tháng kể từ khi bàn giao đất giải phóng mặt bằng. Trường hợp người có đất ở thu hồi để thực hiện dự án quy định tại khoản 7 điều 111 luật đất đai mà bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định thì được thưởng 50.000 đồng trên 1 mét vuông, không thưởng tiến độ đối với trường hợp quy định tại điều 88 và điều 89 luật đất đai. Kinh phí thưởng được sử dụng bằng nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư của các công trình dự án hỗ trợ di rời vật nuôi hỗ trợ để tháo rỡ, phá rỡ, di rời tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn theo quy định tại điều 21 nghị định số 88 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn thì chủ sở hữu tài sản không được bồi thường mà được hỗ trợ để tháo rỡ phá rỡ di rời đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư có trách nhiệm lập dự toán chi phí tháo rỡ phá rỡ di rời công trình xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo thực tế tái định cư xuất tái định cư tối thiểu. Xuất tái định cư tối thiểu tại khoản 10, điều 111 luật đất đai, điểm E khoản 1, điều 24, nghị định số 88-2024 được quy định như sau. Xuất tái định cư tối thiểu tính bằng đất ở có diện tích bằng 60m2 đối với khu vực phường, thị trấn và 80m2 đối với khu vực xã. Xuất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền. Xuất tái định cư tối thiểu bằng tiền được tính bằng diện tích đất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 1 điều này nhân với giá đất theo bảng giá đất. Xuất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm căn cứ vào quỹ đất của địa phương để quy hoạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư đảm bảo phù hợp về diện tích của suất tái định cư tối thiểu, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân từng địa phương theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này và đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 điều 23 nghị định số 88 2024 trường hợp hộ gia đình cá nhân người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư theo quy định tại khoản 8 điều 111 của luật đất đai mà có nhu cầu tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất bằng tiền còn được nhận tiền hỗ trợ để tự lo chỗ ở với mức bằng 5% giá trị bồi thường hỗ trợ về đất ở trường hợp số tiền bồi thường hỗ trợ về đất ở không bao gồm phần hỗ trợ tự lo chỗ ở mới nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được lựa chọn nhận khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền bồi thường hỗ trợ về đất hoặc nhận hỗ trợ tự lo chỗ ở mới. Hỗ trợ thuê nhà ở, giao đất ở, bán nhà ở, hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở đối với trường hợp thuê nhà, thuộc sở hữu nhà nước khi nhà nước thu hồi đất phải phá rỡ mà không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp huyện nơi có đất bị thu hồi theo quy định tại khoản 2 điều 24 nghị định số 88 2024. Người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá rỡ mà không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp huyện nơi có đất ở bị thu hồi thì được hỗ trợ thuê nhà ở tại nơi tái định cư. Giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Nhà thuê tại nơi tái định cư được nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp người đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước bị phá rỡ nhà trong phạm vi thu hồi đất mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp huyện nơi có nhà ở bị phá rỡ, có nhu cầu được giao đất ở thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ quỹ đất của địa phương xem xét hỗ trợ giao một suất đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng một hộ. Tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các sở ban ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các kiến nghị đề xuất khó khăn vướng mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định này tổng hợp những vướng mắc phát sinh, tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Sở tài chính tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định tại khoản 8 điều 27 nghị định số 88 2024, phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nội dung quy định tại điều 6 khoản 1 điều 11 của quy định này để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Hàng năm tổ chức khảo sát, điều tra, giả soát, điều chỉnh bảng đơn giá đảm bảo phù hợp với tình hình biến động và giá thị trường tại thời điểm. Chủ trì hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà ở. Công trình xây dựng và chi phí di chuyển tài sản để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định vị trí, quy mô các khu tái định cư và hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện xác định suất đầu tư hạ tầng tại các khu tái định cư tập trung đã phê duyệt, phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nội dung các quy định tại điều 12 và khoản 1 điều 16 của quy định này làm cơ sở xác định giá trị bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc về các chế độ chính sách liên quan đến bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi, xác định năng suất các cây trồng, giá trị hiện có của vườn cây lâu năm, chi phí đầu tư vào đất, chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất của vườn cây lâu năm, giá trị thiệt hại của vật nuôi do phải thu hồi sớm do bị thu hồi đất, phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư